Xin chào mọi người, mình là Ben đây. Thì mình mới vừa phát hiện được một cách random siêu hay và mình sẽ random 2 lần duy nhất để xem được trái quỷ nào nhớ. Hãy cùng xem video, like, share và subscribe để ủng hộ mình trong những video tiếp theo. Cảm ơn.